Sao anh em giới thiệu Hiền Hồ mà anh mà Miu Lê tới vậy? Còn Miu Lê lần trước đang ngồi với anh Giang đúng không? Còn Miu Lê lần trước đang ngồi với anh Giang đúng không? Cái gì Miu Lê? Ôi lỗi. Xin lỗi Hiền Hồ. Nãy giờ ai nói em không ok đâu. Ý là không, chị không phải lo, em bình thường mà. Đâu ai nói em bị bệnh không đi gì đâu. Thôi đừng có ghẹo bé nữa. Đừng ghẹo nữa. Bây giờ làm sao, có cách nào mua nó về nuôi không anh? Mua, anh nói xạo, em qua quán anh ăn có bao giờ anh discount cho em đâu. Quán cái chuyện mà qua quán ăn rồi liên quan gì tới chuyện tôi mua về nuôi? Không thì em... Hát không hay. Anh cười gì ngờ? Em thì chắc chắn là hát không biết nhưng mà không phải bắt cá. Chắc chắn là hát không biết nhưng không phải bắt cá là sao? Không biết là hát hay dở nhưng mà bây giờ phân tích về cái việc bắt cá nha. Không bắt cá được. Cầm lưới vậy nè. Em thấy cái tay gì vậy? Cái tay đó theo em để cầm cái gì? Giờ bỏ qua việc bắt cá, nói về việc hát nè. Nhưng mà em nói là hát không hay, anh đồng ý với em không? Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Không, đội này đang kết nói chuyện nhẹ nhàng, không cãi nhau. Nói chuyện lịch sự thôi, cái này không hay. Không cãi nhau. Hay lắm. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok không. Không là không, okay, em không. Nói rồi. Vaseline lăn nách không mùi đến từ châu Âu nay đã có thêm dung tích 20ml. Anh Nghĩa. Sao em? Sao anh em giới thiệu Hiền Hồ mà anh mà Miu Lê tới vậy? Hey, bậy bạ. Nói cái gì vậy thằng? Nhớ không? Hôm nay chúng ta phải như thế nào? Ok. Với lại tròn ra ha. Mà vẫn đẹp. Mà thường người ta nói là những cái người nào mà bắt đầu tròn tròn ra là hình như họ đang hạnh phúc anh ạ. Nên em muốn biết là tình trạng tình yêu của Hiền Hồ hiện nay như thế nào mà sao có vẻ rất là hạnh phúc thế. Em chưa biết yêu. Chưa biết yêu. Em ngồi với anh Thành. Còn Miu Lê lần trước đang ngồi với anh Giang đúng không? Không. Cái gì Miu Lê? Ôi đồ. Xin lỗi Hiền Hồ. Em ơi, anh nói thiệt, tức là anh không có chủ đích như thế mà thiệt sự quay ngang qua đây thì anh nhìn thấy cảm giác như Miu Lê đứng trước mặt mình vậy đó. Ôi. Dạ rồi anh quay lại anh nói tên em lại. Ok. Dạ. Xin lỗi em nha. Vừa chiếu cái clip của cậu xong thì Hiền Hồ quay qua. Hay đó. Tên em đi. Em kêu là không hay. Cãi lộn đúng rồi. Không, đội này đang kết nói chuyện nhẹ nhàng, không cãi nhau. Nói chuyện lịch sự thôi, cái này không hay. Không cãi nhau. Hay lắm. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok không. Không là không, okay, em không. Nói bạn rồi. Bạn Miu đi. Giống như là một phiên bản khác. Bạn em gái luôn đó. Lần trước cây lộn y chang. Như vậy. Anh cười gì ngờ? Em thì chắc chắn là hát không biết nhưng mà không phải bắt cá. Chắc chắn là hát không biết nhưng không phải bắt cá là sao? Không biết là hát hay dở nhưng mà bây giờ phân tích về cái việc bắt cá nha. Không bắt cá được. Cầm lưới vậy nè. Em thấy cái tay gì vậy? Cái tay đó theo em để cầm cái gì? Giờ bỏ qua việc bắt cá, nói về việc hát nè. Chuyên môn nè. Vô đi em. Ca sĩ không ai mà cầm dắt cái áo trên vai. Ca sĩ, bạn này người thường thôi, hát hay thôi. À đúng. Người thường. Người thường thì cũng không thể nào cầm cái này dắt trên vai được. Được chứ em, có gì đâu, ai cầm? Nào, ai cầm? Hát xem nào. Tự nhiên giờ thách thức người ta ở đây, hát xem nào kìa. Không thể nào đứng tướng đó mà hát được. Ủa, khi mà người ta hát, người ta đâu đứng tướng này. Bây giờ đứng tạo dáng vậy thôi, khi mà hát nó bỏ áo thì xuống đấy, chứ. Thì đấy, người ta phải tạo dáng thoải mái, tự tin, đứng dáng đấy mỏi chết. Con bé nó đứng dáng dày nó mới tự tin. Nhưng mà em nói là hát không hay, anh có đồng ý với em không? Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Em thì thấy là hình như là bạn hát dòng indie hay underground gì đó đó. Em đó là hát được rap riết luôn đó. Tại sao em nghĩ rằng bạn lại thuộc dòng đó? Nhìn kiểu là rất là tự tin và cái hình này gần đây em thấy một số bạn làm bên cái dòng này em thấy là giống.
thì hát hay đó. Hát hay. Thấy không Hiền Hồ, bên này ý kiến hoàn toàn trái ngược với em nè. Có gì muốn tranh luận với người ta không? Đúng. Anh nói hát hay thì là ý của anh ý. Đúng rồi. Ý của em là hát không hay thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta trời ơi, hai người nói chuyện là cảm xúc, cái cảm xúc nó dâng trào lắm. Hai cái con người này mà nói chuyện nhau ha, từ sáng đến tối luôn mới xong được một câu chuyện. Hai đứa nên quen nhau thì các em có bầu chưa? Dạ có bầu rồi, rất xinh. Nhưng mà không phải gu của em. Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. À, thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Em là trí tuệ. Hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Hiền lành là cái đầu tiên, là cái gì nữa? Hiền nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, nhìn ai dễ. Cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bất cửa. Bất cửa. Thiên Hồ, bây giờ em sẽ về với đội nào nè? Thiên Hồ nên về đội của anh. Hôm nay anh có mặt ở đây thì chắc chắn là team thắng rồi. Về về Vân Giang. Ủa, cười có vẻ như là không có tin vào cái điều đó vậy. Em vẫn sợ anh Thả, anh Giang. Anh Giang đuổi em về. Anh nói là tạo tiếng cười thôi chứ anh rất là thích em mà. Càng bài coi. Yêu em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Đâu bài thứ hai coi. Rồi người thương hóa người dân. Hát mà. Hả? Anh hát không hay nên em chưa hát, sợ nó dở bài hát của em. Làm sao nhớ được mà hát? Làm sao mà biết là quên. Kịp quần đó thành. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, wait a minute. Một người từng yêu nhiều thế, rồi cùng hóa người dưng. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Được không, đúng không? Sai. Một người từng thương nhiều thế, nhưng mà đã từng yêu nhiều thế, đúng không? Yêu thì tôi chỉ yêu người ta, tôi chưa thương. Chuyện của tôi. Vậy thì sao nào? Em với anh Thành đen quá. Thôi hôm nay cho nó cân bằng về màu sắc nha. Trời ơi, nói này thì qua với Thành nha. Về lại vị trí cũ ngày trước. Ủa gì nãy mình chưa hát á, thiệt á chứ. Về đi Dũng, về đi em. Ba em này thiệt tình. Đẹp được tha thứ hết. Ôi em nhìn đó, bữa nay em tu tại vì em thấy em lại sau đợt này em sẽ về cắt mắt. Cắt. Ủa? Cái gì? Cắt cái gì em bị cần? Cái gì? À, cắt kiến. Cắt kiến, không cắt kiến, cái gì laser đó. Cắt laser. Cắt mắt. Để em nhìn thấy rõ hơn. Ừ, chứ mắt là mình cắt rồi nha. Không. Em cắt mắt không đều. Thôi, nói cho vui mà. Giang, nó nghe nè em. Em cà khịt, miêu lê. Rồi bây giờ quá tới Hiền Hồ hả? Miêu lê thì em cứ chê nó mập. Rồi giờ qua Hiền Hồ em kêu là cắt mắt. Anh đổi chỗ em luôn. Em hối hận lắm luôn. Xin lỗi em. Tôi không phải là cơm thừa canh cặn. Để em ăn ở với người ta không thuận không thảo. Đụng đụng tràn gì nhà tôi. Trời ơi, gì tôi quên em rồi. Đừng đi thành nữa. Thôi đừng để em nói là có làm sao á. Em có làm sao á. Mọi người đang muốn nghe em đỏ nói. Đỏ hết tai rồi nè. Nghĩ là Quý. Sao được. Sao đợt này em... Vợ em ở nhà có con vậy không? Không. Không. Vậy sao em dám cưới anh? Em rồi. Em có một không hai ở cái Sài Gòn này đó. Hả? Thì bây đó kiếm được con Hiền Hồ chứ làm sao có hai con Hiền Hồ được. Con đứa một nhất là okay, em. Ok. Em ok lắm anh. Ok lắm anh. Bây giờ để em cho bé nó nói nè. Nãy giờ bé nó chưa được nói luôn á. Thật ra những gì hồi nãy giờ em nó biểu hiện chính là cái của người thật. Của người thật của em nó vần mọi người rất là thích. Bằng chứng là mọi người vỗ tay rất là nhiều, rất là thích em. Tin anh đi. Anh đừng có nói linh tinh nữa là được. Nãy giờ đó đúng mà. Ok. Và sắp tới có ra một bài hát mọi người sẽ ủng hộ em rất là nhiều. Thế. Đừng chửi á. Đừng quay qua nó chửi câu cuối nè, đừng chửi nhưng mà. Bài hát. Em
thấy cậu này sao này, cậu số 1 này sao nè. Người thật quá. Nãy em thấy có một cọng vàng, một cái đồng hồ bằng vàng, tay cũng bằng vàng, tay cũng đeo vàng chứ quên. Cổ thì sao? Không thiệt chứ tôi con vợ gì cho tôi chết. Từng chết á. Cổ thì xăm, tóc thì buộc. Vận động viên người ta hay cắt tóc ngắn vì chạy nó dậy đổ mồ hôi. Anh này cắt tóc không phải vận động viên. Hát hay hay không thì chưa biết. Một chào. Một chào. Mê nó quá. Mê nó quá anh ơi. Bây giờ làm sao có cách nào mua nó về nuôi không anh? Mê. Mua, anh nói xạo. Em qua quán anh ăn có bao giờ anh discount cho em đâu. Quán cái chuyện mà qua quán ăn rồi liên quan gì tới chuyện tôi mua về nuôi. Không thì em hát không hay. Anh virus thì sao? Dạ. Hát hay. Dạ. Anh dạ luôn. Có phát hiện một chi tiết mà em nghĩ là chị này không phải là đưa nhân viên đưa tờ rơi. Coi có giống anh không nha. Anh cũng phát hiện một chi tiết. Ok, để em nói cho. Mê đúng không? Đi tờ rơi mà không bịt mặt lại đi bịt cổ. Em nghĩ là chị bán kem dưỡng cổ. Anh nghĩ là cái không à, à chưa chưa còn bán kem dưỡng cổ hoặc là kiểu như là có một cái bí mật gì xong rồi mắc ra đưa lén á, xong chị kia trao lại. Lậu bà ơi, điệp viên cái gì cũng lậu đưa người. Nè giải thích cho nghe nè, tức là cái cô này cổ làm tờ rơi giống như trong này nói là cổ cầm một cái loạt cả visit của một cơ sở nào đó, cổ phát thì cuối cùng cổ phát cho một người bịt mặt, thì ai ngờ cái người đó cũng là làm cái ngày đó phát lại cổ tờ khác. Đó là cái miếng mảng xây dựng vậy thôi đó. Thì em xây dựng của em mà. Em cũng thấy là hát hay anh. Tại vì em thấy như anh Thành nói. Anh Thành đừng mắng em nữa nha. Không, anh còn chưa biết anh nói gì mà. Anh hiểu không? Anh đang chờ em nói cái câu là anh nói, anh nói gì đó. Nói lộn. Anh đang rất là lo lắng cho bạn trai của em sau này. Không biết là anh ta sẽ bạn phải... trai em ok, sau này ok. Em thương lắm anh. Em ơi, mình hồi nhỏ mình sống ở nước nào em? Mình Việt Nam lâu chưa mà mình không hiểu tiếng Việt không, lắm em hơn. Cũng ok mà, sao mọi người cứ nói lo lắng cho bạn trai em, không lo cho em. Hồi nãy giờ ai nói em không ok đâu. Ý là không, chị không phải lo, em bình thường mà. Đâu ai nói em bị bệnh không đi gì đâu. Thôi đừng có nghẹo bé nữa, đừng nghẹo nữa. Mời nói. Anh nói đi. Không, em nói, em phải phân tích vì sao mình... Không, em không phân tích được. Em phân tích được hết, hãy làm tất cả mọi thứ. Ok, ok. Đội em xin chọn chị số 6 là chị hát không hay. Bé Hiền làm vậy là thôi xong rồi. Tại vì đó là cái sự lựa chọn của anh. Thế là bay rồi. Sao em? Cái này thì tính sao? Em cũng không biết luôn á. Nhìn mặt thì cũng có vẻ là vuông vấp. Vuông vấp là sao? Cái mặt vuông vấp là sao? Chắc là hát cũng nếu mà hay. Mực mà thấm vô thanh quản là tiếng hát đen tối lắm mà nghe. Sao vậy mực đen à? Dạ. Mực xanh mà. Đúng rồi. Mê đó mà. Mê nó đúng chứ bộ. Đây đó. Con Hiền không? Em số 5 nãy em chưa nói mà. Số 5 hát hay á. Hay. Một mình em đi lại ngược lại với toàn thế giới. Em nói một lần thôi. Trời ơi. Dũng ơi, Dũng nó không đẹp tôi giết nó rồi. Thôi Dũng nghe mày kể hết rồi nghe. Rồi hát hay. Số 6 thì hát không hay. Số 7 á là khả năng hát không hay là có nhiều nha. Còn cái cậu số 5 là mình phải mình muốn mình hy vọng cậu phải hát hay. Nhưng mà anh Thành dớt rồi. Dớt gì? Đó là số 3. Ủa? Vậy em chơi không Hiền? Sao? Chị đáp xuống mềm xuống gì sao? Số 3 đúng không anh? Giờ anh chọn số mấy? Anh chọn đi. Em chọn đi Hiền. Sao năm cuối rồi đó. Mệt mỏi quá. Cuộc sống quá mệt mỏi đã áp lực rồi. Còn em, quay anh, là... em không hiểu thì em không hiểu. Đúng. Em đang cố gắng không hỏi á. Cố gắng rồi đó. Đây. Chọn số 7. Hợp lý không? Hợp lý không?